anh công đây là quốc lộ 13 nhé, đây là hướng này về Bình Long này. Sau đó mình sẽ vào khu nghiệp Minh Hưng 3 nhé. Trong này toàn được bán những căn nhà siêu rẻ luôn. Đây, nhà khoa này, cây xăng này, đầy đủ hết nhé. Buôn bán rất là sầm uất nha anh chị. Khu vực này công nhân tập trung rất là đông, công nhân về đây. Đây là đường đại lộ Minh Hưng Dầu Tiếng nhá. Đi về Dầu Tiếng Tây Ninh này. Căn shop house toàn đang bán là 5 tỷ một căn nhá, 1 trệt 2 lầu đây. Dự án này lên tới là 52 hecta. Căn nhà siêu đẹp luôn. Cây xăng các thứ đầy đủ hết nha, dân cư rất là sum nè. Trong kia là cái chợ Phúc Hưng này.